Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh mini TNCT cũng như là kênh bonsai mini. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2022, thì hôm nay con xin lên và giao lưu với tất cả cô chú anh chị. Nó là một cái lô linh sam 86 nha cô chú anh chị. Thì linh sam 86 này đa số là cây mini nha. Và cây này có giá là 43.000 một cây nha cô chú anh chị. Thì những cây này là được chiết nhánh và vô chậu và thuần chậu hết lên nha cô chú anh chị. Và cây nó tương tự như trên clip con giới thiệu như thế này nha. Quay ngược nắng. Nói chung là cây rất là ok và đẹp. Cây thì đa số là một cốt hai cốt như thế này nha cô chú anh chị, như trên clip nha. Đó, xong mày đi lên chi tàn cũng rất là ok. Đó, quay ngược nắng lên cái màu nó không có xanh cho lắm. Cây thì chiều cao khoảng chừng 50 cm một cây nha cô chú anh chị, 50 cm trở lại. Đó, 50 cm trở lại một cây ha. Và mấy em này á, nói chung là nó còn dẻo, rất là dẻo nha cô chú anh chị. Mình có thể uống thăng, uống hành dán đổ chẳng này chẳng kia đồ rất là dễ nha. Giá cũng rất là ok luôn, chỉ có 40.000 một cây thôi. Rồi cô chú anh chị yêu thích linh sam 86 thì liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Cây giá rất là mềm và giá rất là dễ chơi nha cô chú anh chị. Linh sam 86 giá chỉ 40.000 một cây thôi. Cây đa số là một cốt hai cốt và chi tàn cũng khá là nhiều để cô chú mình về làm mấy cây bonsai ha. Và đây là bông hoa của mấy em linh sam 86, da rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi con xin mến chào tất cả cô chú anh chị yêu thích linh sam 86 thì liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Rồi xin mến chào.